xin kính mời quý ông bà anh chị chúng ta ghé thăm gian hàng thực phẩm của giáo sư. Chúng ta vui giúp ủng hộ thì giáo sư có thể một tí nữa cảm ơn quý ông bà. Sát vô trong xe thank you.
Yeah.
quán nào? Nobody. I'm first time I've seen this. Thank you. Anything else? Hello.
it with a...
No.
Welcome. Thank you.
sử dụng đất và nhà đầu tư có cơ chế điều chỉnh hợp lý hiệu quả
Hello, good, thank you. Come on.
biết đường đi gì đâu, mấy nay mẹ vẫn thấy. Okay.
salt. Thank you.
chấm xíu quen phải gọi là thank you.